Vị thần gánh team của Hoàng gia Madrid chắc chắn là danh xưng hoàn hảo nhất để dành cho Jude Bellingham vào lúc này. Gánh từ La Liga gánh ra châu lục, không biết bằng một phép màu nào đó, cậu bé luôn có mặt đúng lúc, đúng chỗ để cứu rỗi Real. Mới đây nhất là trước Union Berlin tại sân chơi UEFA Champions League, nơi vốn dĩ là thánh địa của bầy kèn kẹt. Chiến thắng nhọc nhằn trước đại diện nước Đức không phải là lần đầu tiên thần đồng người Anh hộ giá Los Blancos ở những thời khắc cuối cùng. Với việc liên tục tỏa sáng như vậy, Jude Bellingham không chỉ được kỳ vọng sẽ trở thành chủ nhân tương lai của bóng vàng, mà còn đối với các Madridista, anh sẽ là chiếc chìa khóa vạn năng, mở ra cánh cửa dẫn đến chức vô địch Champions League thứ 15 cho Real Madrid ngay ở mùa giải năm nay. Tiếp đó, đối thủ được đánh giá thấp hơn là Union Berlin trên sân nhà Bernabeu. Real Madrid được kỳ vọng sẽ có một chiến thắng giòn giã để khởi đầu hành trình chinh phục danh hiệu Champions League tiếp theo thật thuận lợi. Quả thật, thế trận đã chỉ rõ ai mới là kèo trên khi đội chủ nhà không hề hiếu khách, tràn lên tấn công liên tục. Los Blancos đã tung ra đến 32 cú sút về phía khung thành của đối thủ và đã có những thời điểm khán giả truyền hình quên mất thủ thành Kepa mặc áo màu gì khi anh biến mất quá lâu trên khung hình. Tuy nhiên, sự áp đảo về mặt thế trận đã không được cụ thể hóa bằng bàn thắng cho thầy trò huấn luyện viên Ancelotti. Trong một ngày cái chân sút bên phía Real tỏ ra quá vô duyên khi liên tục đưa bóng đi trúng khung gỗ, còn thủ môn Ronald bên phía Union Berlin cũng chơi khá tốt. Bảng tỷ số đã không thể một lần nữa thay đổi trong suốt 90 phút. Tưởng chừng như Real Madrid sẽ phải chịu một trận hòa thất vọng, chẳng khác gì một trận thua, thì bàn thắng lại đến vào những phút bù giờ, khiến Bernabeu như muốn nổ tung. Tác giả của pha làm bàn tiếp tục là một cái tên quá quen thuộc ở mùa giải năm nay, nhưng người ta vẫn không khỏi phấn khích khi nhắc đến. Đó chính là Jude Bellingham. Tiền vệ người Anh đã có bàn thắng quý hơn vàng ở phút 90+4 để giúp Real giữ lại 3 điểm trên sân nhà. Một tình huống phạt góc và lộn xộn trước khung thành, để rồi lưới rung trong sự bàng hoàng, vỡ vụn của hàng phòng ngự đội khách. Công sức họ giữ mảnh lưới suốt 90 phút đã đổ sông đổ bể khi tiền vệ người Anh như từ dưới đất chui lên, chớp lấy thời cơ ghi bàn. Đó không phải là một bàn thắng đẹp mắt, càng không thể lột tả hết những phẩm chất đặc biệt của Bellingham, nhưng nó cho thấy cái duyên trời phú của tài năng trẻ sinh năm 2003. Đồng thời, nó cũng giúp tân binh người Anh ghi dấu nhiều cột mốc ấn tượng. Cụ thể thì Jude Bellingham đã trở thành cầu thủ thứ tư ghi bàn trong cả trận ra mắt La Liga lẫn Champions League cho Real Madrid trong thế kỷ 21, sau Ronaldo năm 2009, Isco năm 2013 và Marco Asensio năm 2016. Ngoài ra, anh còn là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ấn định chiến thắng cho Los Blancos ở những phút bù giờ. Trước đó, Bellingham cũng trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên giành giải thưởng cầu thủ hay nhất tháng của La Liga. Những dấu mốc này dù đã là rất khả quan, nhưng vẫn chưa thể hiện được hết tầm quan trọng của Bellingham với Los Blancos vào lúc này. Tí đến nay, Bellingham đã có 6 bàn thắng và 1 kiến tạo cho Los Blancos sau 6 trận trên mọi đấu trường. Hơn thế nữa, có rất nhiều bàn thắng trong đó quyết định trực tiếp đến chiến thắng cho Real Madrid. Không ngoa khi nói rằng kèn kèn trắng đang sống dựa trên hơi thở của Bellingham. Bởi nếu không có sự xuất hiện của anh, chưa chắc Real vẫn giữ được thành tích bất bại rồi chễm chệ trên ngôi đầu La Liga vào lúc này. Thừa nhận rằng bóng đá là môn thể thao 11 người, mỗi cá nhân đều có đóng góp nhất định vào lối chơi chung của đội bóng. Nhưng sự tỏa sáng của Bellingham vào thời điểm này là hết sức cần thiết cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trong bối cảnh huấn luyện viên Ancelotti đã không có nhiều sự lựa chọn trên hàng công và buộc phải thử nghiệm một hệ thống chiến thuật mới. Sự xuất sắc của một cá nhân nhằm đảm bảo chiến thắng cho đội nhà trong quá trình chờ đợi chiến thuật được vận hành trơn tru là một điều không thể thiếu. Thật may mắn khi trong tay thầy An hiện tại đang có một Bellingham quá toàn diện. Dù chưa phải là một siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, nhưng dưới góc độ nào đó thì Bellingham đang cho thấy dáng dấp của nhiều huyền thoại đã từng tung hoành khắp các mặt cỏ châu Âu của Real Madrid. Về vị trí thi đấu, Bellingham đang khiến các Madridista nhớ về Zinedine Zidane. Nhạc trưởng người Pháp cũng là một bản hợp đồng bom tấn đến chơi bóng trong màu áo trắng và để lại nhiều khoảnh khắc ấn tượng tại cả La Liga lẫn Champions League. Với việc thi đấu ngay sau lưng hai tiền đạo, Bellingham cũng như Zidane năm xưa trở thành nguồn sáng tạo trong những đợt tấn công, là giải pháp bước 2 trong những pha build up đè mặt hàng phòng ngự đội bạn. Ba tiền vệ phía dưới sẽ tìm đường bơm bóng cho hai tiền đạo chạy xẻ nách xuống đáy biên trước khi căng ngang hoặc truyền lại cho Bellingham xử lý. Một lối chơi không phải là mới mẻ, chỉ là sự hiệu quả khi có dàn nhân sự đủ tốt. Tiền vệ người Anh đang cho thấy anh phù hợp với vị trí này như thế nào. Tuy nhiên, khi nói về hiệu suất ghi bàn và khả năng gánh team ít nhất trong những trận đấu đã qua, Bellingham lại khiến người hâm mộ liên tưởng đến một Cristiano Ronaldo thời kỳ đỉnh cao. Dù không chơi cùng vị trí, tầm ảnh hưởng của Bellingham lên thành tích của Real là hết sức trực diện và không thể chối cãi. 6 trận, 6 bàn,
có 4 lần giành Man of the Match. Đây rõ ràng là thông số của một ngôi sao đích thực, một nhân tố tạo ra khác biệt để kết thúc trận đấu. Luôn xuất hiện khi đội nhà cần, hệt như CR7 năm xưa. Tất nhiên Bellingham không phải là chân sút thượng hạng, ghi bàn ở mọi khoảng cách, ở mọi tư thế như Ronaldo. Nhưng anh có một thứ mà Ronaldo cũng rất nổi tiếng. Đó chính là khả năng chọn vị trí trong vòng cấm. Thật thú vị khi dù xuất phát điểm là tiền vệ trung tâm, sau đó được đẩy ra chơi ở vai trò số 10. Nhưng kỹ năng chiếm hữu không gian trong vòng 16m50 của Bellingham lại khiến nhiều tiền đạo hàng đầu hiện nay phải kiêng nể vài phần. Rất nhiều lần người ta thấy Bellingham xuất hiện trong khu 5m50 để đệm bóng vào lưới. Những bàn thắng của anh có thể không phải là những siêu phẩm, nhưng nó gọn gàng, dứt khoát và hiệu quả tối đa. Pha làm bàn ở phút cuối trong trận đấu với Union Berlin vừa qua cũng là một ví dụ điển hình. Đó không phải là pha phối hợp phạt góc gây bất ngờ. Cú sút của Valverde cũng không có gì nguy hiểm khi không vượt qua được hàng phòng ngự dày đặc của đại diện nước Đức. Nhưng chẳng sao cả, vì Bellingham đã xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ để dứt điểm quyết đoán, mang về chiến thắng tối thiểu cho đội nhà. Một lần, hai lần, người ta sẽ gọi đó là may mắn. Nhưng đến lần thứ tư, lần thứ năm, nó đã trở thành cái duyên ghi bàn và định hình thương hiệu thần tài cho cầu thủ đó. Bellingham đã không chỉ là thần tài của Real Madrid, mà còn là của nhiều anh em chơi môn thể thao mạo hiểm. Sự mắn bàn bất ngờ của Bellingham sẽ là một thứ vũ khí mà Los Blancos sẽ tận dụng triệt để, không chỉ trong thời gian chờ đợi hệ thống mới vận hành trơn tru, mà còn trong tương lai khi những cái tên bom tấn khác cập bến Bernabeu. Chúng ta đang nhắc đến Kylian Mbappe. Giờ đây, dường như việc sở hữu hay không chân sút người Pháp đã không còn quan trọng với Real Madrid nữa, khi họ đang sở hữu một tài năng khác chưa chắc lớn hơn nhưng chắc chắn trẻ hơn Mbappe, ngoan ngoãn hơn Mbappe và đang giữ quỹ đạo chiến thắng của đội nhà được vững vàng. Phong độ này của Bellingham sẽ giúp ích rất nhiều cho Real Madrid trên hành trình chinh phục danh hiệu C1 thứ 15. Sự khắc nghiệt của đấu trường danh giá nhất châu Âu luôn đòi hỏi sự tỏa sáng của những cá nhân để tạo khác biệt. Thật may mắn rằng Real Madrid đang có chiếc chìa khóa vạn năng, Jude Bellingham. Có thể thấy rằng Bellingham đang ngày càng khẳng định được tiếng nói của mình tại Bernabeu thông qua những thông số hết sức cụ thể về bàn thắng lẫn kiến tạo. Đẳng cấp thực sự sẽ cần thời gian để kiểm chứng, nhưng phong độ lúc này của Bellingham đang giúp Real Madrid có được mạch bất bại ấn tượng và tự tin nghênh chiến đối thủ. Không có nhiều người Anh tỏa sáng tại Bernabeu, càng ít những cầu thủ đủ bản lĩnh và đẳng cấp để phò giá nhà vua Champions League. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể tin rằng Bellingham sẽ là một cá nhân xuất chúng như thế trong tương lai. Khả năng phát triển của tiền vệ sinh năm 2003 vẫn là rất lớn. Và nếu như cứ chơi với phong độ này, sẽ không bất ngờ khi Jude Bellingham đưa Real Madrid vô địch Champions League lần thứ 15 vào cuối mùa. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem.